Thưa quý vị, tình trạng dây điện, các loại cáp viễn thông, cáp truyền hình giăng mắc chằng chịt như mạng nhện trên trụ điện đã được chúng tôi phản ánh rất nhiều lần. Thế nhưng đến nay vẫn chưa được các ngành hữu quan khắc phục triệt để, mà thậm chí còn phức tạp hơn ở một số khu vực địa phương. Tình trạng dây cáp viễn thông, truyền hình giăng mắc chồng chéo trên trụ điện không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho con người. Tại nhiều địa phương trong cả nước thì tình trạng người dân khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường bị cáp viễn thông, cáp điện thoại vướng vào gây tử vong đã từng xảy ra. Và gần đây nhất là vụ việc đau lòng đã xảy ra trên đường Ba Cu, thành phố Vũng Tàu. Khi đang chạy xe máy song song với xe bồn thì bất ngờ một nam thanh niên vướng vào sợi dây cáp viễn thông thòng xuống đường gây giật mình nên té ngã và bị xe bồn cán tử vong. Vụ việc trên như là một hồi chuông báo động về những nguy hiểm đang trực chờ từ hệ thống mạng nhện nhân tạo này. Đã đến lúc các ngành chức năng cần nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề để có phương hướng khắc phục triệt để nhằm đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân. Đây là nơi mà cách đây gần 10 ngày, một nam thanh niên đã tử vong do tránh dây cáp viễn thông bị đứt rũng, rồi té xuống đường bị xe bồn cán qua. Đến bây giờ, người dân tại ngã tư giao cắt trục đường Ba Cu Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu vẫn chưa hết bàng hoàng với sự cố tai nạn trên. Nghe nó nói á, là nó chạy vô nó vướng cái sợi dây trong gốc cây đó, rồi nó dính vô bánh xe nó mới té lên, té xuống. Thì lúc nó té thì xe bồn nó tới là nó né không có kịp, nó cán luôn. Vụ tai nạn cáp viễn thông trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo ghi nhận của ống kính phóng viên, cả tuyến đường Ba Cu dài hơn 2 km đều có tình trạng cáp viễn thông giăng mắc cầu thả. Các loại dây cáp này đang xen vào nhau và thòng xuống cả mái hiên nhà, có nơi còn sát cả đầu người qua lại. Không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, mạng nhện dây cáp còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Và thực tế tại thành phố Vũng Tàu đã xảy ra nhiều vụ chập cháy nổ vì điện, cáp, nhất là vào mùa mưa. Thực trạng này đã nhiều lần bị người dân cử tri kiến nghị đến các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý hoặc phản hồi thỏa đáng. Thứ nhất là nó mất mỹ quan. Thứ hai là họ không có trách nhiệm. Khi nào mà có nhà nào mà họ cắt không xài nữa, họ không dẹp, họ chỉ cắt tại chỗ, không dây lòng thòng. Anh Bình nhìn đây anh vẫn thấy là không có lòng thòng, vừa xấu mà mất mỹ quan mà rất là nguy hiểm cho người đi đường. Mấy cái viễn thông này á, mỗi lần làm á, là cứ làm xong bỏ mà không có cuốn gọn các dòng điện lại, mà cứ để lòng thòng vậy, sợ bà con đi mình để mắc phải đó. Bởi vậy tôi đề nghị á, là các chính quyền nhà nước á, làm sao để khắc phục mấy cái chuyện mà các dòng dây điện lại đó, để cho nó gọn lại cho bà con yên tâm mà để đi đường. Tình trạng mạng nhện dây điện dây cáp không chỉ xuất hiện ở các đô thị thành phố mà còn có ở những khu vực nông thôn. Theo quy định của Sở Thông tin và Truyền thông, các loại dây cáp viễn thông, truyền hình lắp đặt trên trụ điện, cột treo cáp phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn quy định của ngành điện. Việc sử dụng chung cột treo cáp phải đảm bảo an toàn mỹ quan. Cáp băng ngang đường phải đảm bảo độ cao cho phép và gắn biển hiệu thông báo chiều cao theo quy định. Cáp treo dọc tuyến phải đảm bảo kết cấu và độ võng cho phép của các tiêu chuẩn ngành liên quan. Thế nhưng thực tế, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan khi thực hiện treo, đấu nối, sửa chữa cáp điện thoại, viễn thông, truyền hình vẫn mạnh ai nấy làm. Do đấu nối thiếu khoa học nên mỗi lần có sự cố hư hỏng cần sửa chữa, nhân viên kỹ thuật của các hãng không xác định được nguồn gốc đường dây cần sửa, dẫn đến việc tiếp tục giăng thêm dây mới. Điều này càng khiến các trụ điện ngày càng nhiều hơn, dày hơn. Có những chùm cáp viễn thông, truyền hình khi bị đứt, được người dân hoặc người đi đường cột tạm lên hàng cây, vỉa hè, hàng rào hoặc treo mắc lòng thòng như thế này. Cũng chẳng khác gì cái bẫy đối với những người không quen đường, càng khiến nỗi bất an tăng thêm. Quy hoạch quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ năm 2014, sau được điều chỉnh bổ sung thêm vào năm 2018. Tuy nhiên, thực tế qua những hình ảnh vừa rồi đã cho thấy, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cáp viễn thông, điện thoại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Chỉ khi làm rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng và phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông, có lộ trình, phương án sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn cáp treo. Yêu cầu các dự án đầu tư hạ tầng mới phải gắn với đảm bảo quy hoạch hạ ngầm cáp viễn thông,
thì tình trạng mạng nhện trên cục điện mới được khắc phục, chấm dứt, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, cho hệ thống lưới điện và truyền dẫn thông tin, đồng thời xây dựng đô thị đẹp, văn minh và hiện đại.